Chào các bạn, hôm nay tôi và các anh chị em ở xã Xuân Giang đi thăm người thân tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình. Bắt đầu khởi hành từ 8 giờ từ xã Xuân Giang đi. Theo bản đồ đến trung tâm xã Tiên Nguyên là dài 37,2 km. Thời gian đi ô tô là 1 giờ 9 phút. Đi theo đường tỉnh lộ 183 qua xã Bằng Lang, qua trung tâm huyện Quang Bình theo quốc lộ 279. Đến hướng theo hướng xã Tân Bắc thì khoảng dài khoảng là 9,8 km thì rẽ trái đi theo tỉnh lộ 197D. Từ ngã ba quốc lộ 279 đi vào đến trung tâm xã Tiên Nguyên là dài khoảng hơn 14,6 km. Là một xã thuộc diện vùng 3, cách trung tâm huyện là 24 cây, nằm ở phía đông của huyện Quang Bình, phía bắc tiếp giáp với xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì. Phía Nam tiếp giáp với xã Tân Trịnh, phía Đông là tiếp giáp với xã Xuân Minh, phía Tây là tiếp giáp với xã Tân Nam. Theo trang thông tin điện tử của huyện Quang Bình thì xã Tiên Nguyên có tổng diện tích tự nhiên là hơn 10.000 ha, gồm có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Dao, Tày, Mông, Kinh, Nùng, trong đó dân tộc Dao chiếm hơn 80%. Có hơn 4.500 khẩu. Kinh tế chủ yếu là trồng lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu. Xã có tuyến đường tỉnh lộ 197 đi qua là một tuyến đường quan trọng, tiếp giáp với từ trung tâm xã với trung tâm huyện và các xã lân cận, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế. Xin mời các bạn theo dõi video nhé. Đây, xã Tiên Nguyên này các bạn ạ. Cầu này, cầu áo ấm. Dài 22 mét. À, đây ô tô không đi được nhỉ? Có đường dài không đi được. À, mai kia cái cầu này sẽ đi được này. Cầu này cầu to rồi. Ôi, mùa này có nước thế này là tốt rồi đấy nhỉ. Đi tắm ơi. Cầu này chỉ đổ đất nữa thôi. Đổ đất hai bên. Mà đi bộ đi nha các bạn, anh ơi. Tiên Nguyên. Đi bộ cho khỏe chân này. Để cho khỏe thao ấy. Ồ, tay lại nó.
tộc Tày Tiên Nguyên cũng giống ở Bắc Quang, Quang Bình đấy. Cột to nhỉ. Ở nhà chứ nói nhá. 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 Ở
lắm. Ok. Mình lăn hỏi. Cái ống kia là như nào? Dạ, ống kia là cứ nhử về thôi. Muối à? Muối cho muối. À. Đến giờ về là nó đến ăn. À. Không phải đi tìm nữa. Cứ tối này là chiều về là. Chiều mặn mặn nó gọi là chứ ấy. Ăn mặn chứ lại rồi. Thời nhớ là mặn nó làm là đấy, Xuân Giang đánh Tư Nhiên này. Xuân Giang mà Xuân Giang ở bên tay phải. Tụi nữ ở Tư Nguyên ở bên tay trái các bạn ạ. Thank you.
cộng đồng chị Bính ở Xuân Giang. Điểm cho Xuân Giang 61 rất là khu vườn gần rất là rộng, rừng rất là nhiều cây cối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không?